Mấy cái con thu thân mà nó chết ở đường tàu xe, mình đi hôm qua đi ở đường quốc lộ nó bay vào, mà lau xong nó mùi tanh luôn, nó bé như thế mà nó vẫn có mùi. Chắc xuống biển à? Biển đầu kia chứ, đó chắc là phố. Đi ăn sáng. Bánh canh. Đi ăn sáng xong đi chơi luôn. Chơi luôn thế cả phòng chưa? Không, phòng thì đấy chắc là ở chơi. Thank you.
đèn trước mặt mình vẫn còn đi được, nên là vẫn đi tốt. Không, không phải đâu, từ từ đi được đấy. Đúng là ở nhà tìm quá năng rồi. Có phải là cái pin này chưa? Ôi trời ơi, là pin ơi. Lên đi em, không lên được đâu. Chỉ có rau thôi đúng không? Ừ, rau này, ta mở vô này đó. Ngồi ăn rau. Bánh mì nhìn sang quán bánh canh. Rau ớt vô nè. Bánh canh Nhường, nổi tiếng hả cô? Ngã tư, đây là ngã tư gì cô ơi? Ngã tư, gọi là Tấn Lậu đó không? Tấn Lợi à? Ừ. Và thế là cô bán cái bánh mì này được bao nhiêu năm rồi? 9-10 năm rồi. Hôm nay ăn bánh mì chay. Mì chay. Mặc dù là cô này thứ 6 toàn bộ là bánh mì chay, ta ăn bánh mì chay không con thứ 6. Trứng này cũng là ăn được nhưng mà trứng không ăn. À. Con không ăn. Dạ. Trứng nè, à, bữa nay là ăn chay, con ăn dĩ chứ có người ta ăn chay mà không ăn trứng nữa. Con không ăn trứng, cho ăn thêm cái này này, su hào à. Ăn tăng rau rồi. Đấy. Ta đâu có bỏ vô đâu, rồi bỏ vô nè. À, ăn vừa ăn chưa, hay là cho ăn thêm chút dầu vô, hai chút tiêu. Thôi rồi, tiêu cay quá, trong này ăn cái gì cay. Cả ớt vô trong cay chứ trời, tiêu ớt mà. Miền Nam với miền Trung nhỉ, đặc sản là ớt. Món gì cũng ớt. Nấu món gì cũng ớt. Gì cũng có ớt vô nó mới ngọt. Đoàn đi đang ngồi bên kia. Bên canh bên kia. Bên kia bên canh à. Dạ. Lái xe thì ăn chay. Lái xe ăn chay. Không ăn được bánh canh. Ăn chay Trường 10 năm nay rồi. Ủa vậy hả? Dạ vâng.
ăn rau củ quả mới đậu phộng thôi. Đậu. Vậy mà khỏi bệnh có đau không con? Dạ. Khỏi bệnh khỏi đau. Khỏi bệnh luôn, khỏi đau luôn. Đúng rồi. Đi cây vậy khỏi bệnh. Vâng. Bữa nay đồ chắc con nghĩ cá nè. Cá mà ba ngồi nhiều khi hút qua phân lạnh này. Ăn luôn. Đây anh này. Em bánh mì gì đấy? Anh này anh đi cùng đoàn. Hỏi cô này, cô làm cho này. Bánh mì trứng. Bánh mì thì cô làm cho 1, 2, 3 món này thôi. 4 này, ớt này, thế thôi. Mì trứng à? Anh em ra ngã tư Tấn Lợi ăn bánh mì ủng hộ cô nhá. Cô tên là gì ạ? À, tên Tám. Cô Tám à? Cô Tám bán bánh mì ở hẻm 263 đường Ngô Gia Tự, ngã tư Tấn Lợi nhá. Đối diện là bánh canh Nhường à. Ra đây ăn ủng hộ cô. Cô ấy rất thân thiện. Bánh thì ngon. Cái camera này là của xã phường à? Xã phường. Quản lý chặt nhỉ. Trong này an ninh rất là tốt. Nhà cô gần đây không? Thế là xong này lại tối kéo về à? Gửi đây. Cái xe này đóng có đắt tiền không cô? 5 triệu. Mình đặt người ta đóng hay là cái hãng này người ta cho? Nissan này à? À. Thế là cô cũng phải mua bản quyền của họ à? Ừ. À, các bạn xem đây mà xem đây là cô bán theo dạng chuỗi bánh mì có thương hiệu ngon. Ngon đến nỗi mà anh bạn anh ăn một bát bánh canh này xong anh sang anh làm thêm một cái bánh mì nữa đấy, thấy không? Nổi tiếng đến mức độ đấy. Ăn bánh canh nó cũng lỏng bỏng. Anh ăn xong một tô bánh canh rồi xong này à. Bên đối diện kìa, đấy các bạn nhìn thấy đối diện nè. Anh sang đây anh lại làm thêm một cái bánh mì nữa. Mà biết đâu ngon quá anh lại làm cái thứ hai ra giống mình. Cô Tám thì có phải nhà là cô sinh ra là thứ Tám không? Đấy, thường ngày xưa các cụ đặt thế nhỉ? 7, 8, 6 toàn tên thế. Số luôn. Mà lại còn đi trước cả Mỹ luôn chứ. Mỹ nó đặt theo series. Ở miền Nam thì đi đâu cũng có bánh mì. Món ăn không thể thiếu đối với người miền Nam. Cả nhà ra ăn ủng hộ cô Tám nhá. Đối diện cô Nhường nhá. Cô Tám đối diện cô Nhường bánh canh. Ngã tư Tấn Lợi. Rồi, xin chào các bạn nhé. Ép hoa quả giờ chả cần phải tủ đông, tủ lạnh nhỉ. Cứ bày này. Ép cà chua này. Hồng xiêm, cà chua, bơ này, cam này. Cà phê nhìn dân xin xin. Cà phê trộn mà. Không, cà phê trộn. Hoa quả tươi.
cứ ép xong là uống thôi. Đúng là trong này là sẵn hoa quả. À, ra chợ mua luôn. Không phải là như mình cứ phải mua tủ đông để bảo quản hàng tháng. Đây bơ này, bơ ngon luôn.